cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh của bé Hạt Tiêu nha. Hôm nay bé Hạt Tiêu làm video clip là video món quà sinh nhật để dành tặng cho chị gái nha. Và cả nhà cùng theo chân bé Hạt Tiêu đi nha. Đi ngày hôm nay đi chị. 21 tháng 10. Đi làm video thì bao giờ sinh nhật? Dạ còn lâu. Nhiêu tuổi chị yêu nhiêu tuổi? Dạ 23. Ở đây rất là nhiều loại bánh sinh nhật nha cả nhà. Thank you.
hay đi chân váy để mặc kèm cái này nha. Giờ mình đang trên đường về nha cả nhà. Cả nhà cũng đón xem về tối chị mình đi làm về coi chị mình có bất ngờ không nha cả nhà. Sinh nhật sớm cho chị gái nha cả nhà. Đây. Hello cả nhà. Hãy cưới nhau thôi chị. Đây nha cả nhà, bánh sinh nhật mình mới đi lấy khi sáng nha. Cắt bánh nè. Từ từ. Cảm nghĩ của mình khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ. Lần đầu tiên được mua bánh cho chị gái. Bạn vui. Cắt bánh cho nhà. Nên. Cắt quay cái này nè.
Rồi có một món quà rất là bất ngờ nha. Có ai ăn nha cả nhà. Giờ mình sẽ ăn thử bánh nha cả nhà. Thì mình sẽ đút bánh cho mình ăn nha. Mời cả nhà nha. Béo quá. Cảm nghĩ của chị như thế nào? Chị gái mình bị ốm nên mặt hơi buồn nha cả nhà. Mặt nhìn hơi buồn nha, chứ thường ngày chị mình nói chuyện nhiều lắm. Rồi, từ ăn bánh một mình đi nha. Đây là tấm lòng của em đó nha. Ăn hết cái bánh nha. Lần đầu tiên được đặt bánh được nhìn bánh sinh nhật rỗng. Được nhìn bánh sinh nhật của em. Mời về nhà nhé. Giờ bé Hạt Tiêu xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha. Cả nhà nếu mà thấy video hay thì nhớ ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ để theo dõi những video sau của bé Hạt Tiêu nha. Bye bye cả nhà.